Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bàn Hồ Vlog. Và lần trước thì Thành Lương có chia sẻ cho các bạn biết về cái nghi lễ đặt tên của người Dao. Và sau cái video đó là có một bạn hỏi câu hỏi rất là hay, đó là người con trai đã được đặt tên trong buổi lễ cấp sắc và người con gái có được đặt tên hay không. Và hôm nay Thành Lương làm video này là để chia sẻ cho các bạn điều đó. Và xin mời các bạn cùng đến với intro. Như tất cả các bạn đã biết, trong cấp sắc thì người con trai của người Dao, bất kỳ gia đình nào có con trai thì đều được làm lễ cấp sắc và được đặt tên âm. Và trong cái câu hỏi của bạn, một bạn đó là người phụ nữ Dao có được đặt tên âm hay không? Và hôm nay Thành Lương sẽ cùng chia sẻ cho bạn biết điều đó. Thì người phụ nữ dân tộc Dao cũng được đặt tên âm các bạn nhé. Có nghĩa là người Dao tất cả mọi người đều có tên âm cả, nhưng mà về riêng phụ nữ người con gái thì người ta sẽ một là đặt tên từ bé, hai là đến khi người ta lấy chồng rồi người ta có con người ta sẽ đặt sau. Có nghĩa là tên tên hồi nhỏ cũng có này, tên hồi nhỏ cũng như là người đàn ông ấy họ cũng có tên âm, và cái tên âm này là do cái người cha đẻ đó đặt tên. Và hầu như là bây giờ Thành Lương cũng thấy cái tên đó là hầu như là không còn có. Có nghĩa là vẫn có nhưng mà nó ít các bạn ạ. Tại vì sau khi cái người phụ nữ đi lấy chồng, người ta sinh con rồi. Người ta sinh con, sau đó là người ta sẽ đặt một cái tên cho cái người con đó và cái người mẹ đó, và thậm chí cả người đàn ông đó cũng mang theo cùng một cái tên. Ví dụ như là các bạn sinh con thì các bạn sẽ đặt tên con của bạn là Đài hoặc là Phong gì đó. Thì các bạn sẽ gọi tên của người phụ nữ, ví dụ như là các bạn sẽ gọi vợ mình là mẹ Đài, mẹ Phong gì đó, sau đó người ta cũng sẽ gọi cái tên như vậy. Và người Dao người ta cũng đặt cái tên âm của người phụ nữ là như thế. Nhưng khi còn bé thì cũng được đặt một cái tên âm, và một cái tên âm đó là sẽ được gọi do cái người bố đẻ sẽ đặt. Và sau này khi khi mất đi các bạn, khi mất đi thì người ta sẽ gọi theo cái tên mà cái cha đẻ của người phụ nữ, người con gái đó, người ta sẽ gọi cái tên đó để về và làm các bữa cúng. Hoặc là khi các bạn không có cái tên đó, các bạn sẽ gọi theo cái tên mà lúc mà các bạn sinh con, các bạn đặt tên cái tên đó. Và tóm lại một câu đó là người Dao, chỉ cần là người Dao thì các bạn đều có tên âm, bất kể nam hay nữ. Nhưng mà người phụ nữ thì người ta sẽ không làm lễ cấp sắc, và người đàn ông người ta sẽ làm lễ cấp sắc. Và theo ở đây Thành Lương vừa nhận được một cái chia sẻ của một người bạn, một cái giải thích rất là hay về cái lễ đặt tên của trong cái lễ cấp sắc ấy. Nhưng mà người ta sẽ giải thích theo một kiểu nó hơi khác một chút. Ở đây thì Thành Lương xin phép được đọc lại cái chia sẻ của các bạn đó nhé các bạn nhé. À, ở đây là bạn này có vào comment cái video của mình với một cái giải thích về cái cách đặt tên âm trong cái buổi cấp sắc của người Dao. Đó là người Dao cấp sắc là vì người Dao theo tôn giáo đạo giáo. Khi phụ nữ khi thụ giới, người Dao có cả thảy 5 vị sư phụ đỡ đầu và 3 vị sư phụ lớn mà ta thường gọi là Tam Thanh và Tứ Tam Thanh. Tứ Tam Thanh đạo giáo, người cấp sắc được đặt tên bên đạo mà người ta gọi là lễ đặt tên. Có nghĩa là người Dao thì họ theo cái đạo giáo, nhưng mà cái đạo giáo này Thành Lương giải thích, bạn này mà giải thích theo kiểu như vậy là Thành Lương thấy là có vẻ là chưa được hợp lý. Và ở đây bạn này có nói là thật ra cấp sắc ở đây chính là thụ giới hay còn gọi là độ giới vào đạo. Thì khi mình làm lễ cấp sắc mà các vị Tam Thanh của người dân tộc Dao ấy thì đều là các vị ở bên đạo giáo rồi. Và mặc dù giải thích như vậy là cũng chính xác thôi, nhưng mà nó cũng hơi khó hiểu các bạn nhé. Và trong rất là nhiều các nghi lễ của người dân tộc Dao, và Thành Lương cũng đã nhắc ở trong cái clip trước rồi, đó là cái đặt tên của người Dao này, họ có cái tên âm và gọi cái 5 vị thầy này.
Và đây là một cái cách giải thích của một bạn khá là thú vị, nhưng mà có thể là thành lương chưa đạt cái mức độ mà tìm hiểu đến bậc cao như thế, hoặc là thành lương chưa hiểu rõ về cái cách giải thích này của bạn đó. Thành lương sẽ nghiên cứu thêm về cái cách giải thích này của bạn đó. Ok, và bây giờ xin chào các bạn.